vì sao người Việt không bị đồng hóa sau 1.000 năm Bắc thuộc. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số ra ngày 7 tháng 9 đăng bài Tại sao Việt Nam không bị đồng hóa sau 1.000 năm Bắc thuộc của ông Nguyễn Hải Hoành. Trong bài viết hơn 5.000 chữ, tác giả cho rằng có thể kết luận dân tộc Việt Nam tồn tại được và không bị đồng hóa sau hơn 1.000 năm chịu sự thống trị của một quốc gia liền kề có nền văn hóa lớn mạnh là nhờ đã phát huy bản lĩnh trí tuệ của mình, thể hiện ở chỗ sáng tạo được biện pháp đọc chữ Hán bằng tiếng Việt, qua đó đã vô hiệu hóa chủ trương đồng hóa ngôn ngữ của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Đó là cách nhìn rất sai về con người và văn hóa phương Đông, một cách nhìn giản đơn, hời hợt trong khi thực tế lịch sử phức tạp và sâu xa hơn nhiều. Nguồn gốc người Trung Hoa. 70.000 năm trước, hai đại chủng Homo sapiens là Australoid và Mongoloid từ châu Phi theo ven biển Ấn Độ tới Việt Nam. Tại đây, họ hòa huyết với nhau rồi con cháu họ hòa huyết tiếp trong nhiều vạn năm cho ra hai chủng người Việt cổ, Indonesian, Lạc Việt và Melanesian. Trong quá trình hòa huyết, họ cũng hòa hợp với tiếng nói. Chủng Lạc Việt, Indonesian là đa số, giữ vai trò lãnh đạo về xã hội và ngôn ngữ. Sau đó, người từ Việt Nam đi lên khai phá Hoa Lục rồi vượt eo Bering sang chinh phục châu Mỹ. Khoảng 4.000 năm trước công nguyên, người Việt sống khắp Hoa Lục và xây dựng ở đây nền văn hóa nông nghiệp rực rỡ. Khoảng 3.500 năm trước công nguyên, tổ tiên ta lập nhà nước đầu tiên với vị vua huyền thoại thần nông ở kinh đô Lương Chử vùng Thái Hồ. Khoảng năm 2879 trước công nguyên, nước Xích Quỷ của Kinh Dương Vương ra đời. Năm 2698 trước công nguyên, người Mông Cổ du mục xâm lăng đất của người Việt ở Nam Hoàng Hà, sự vương triều hoàng đế. Do số người ít, văn hóa chưa phát triển, người Mông Cổ học nghề nông cùng tiếng nói của người Việt. Tiếng Việt bị nói chạy theo dạng Mông Cổ, và trong vai trò thống trị, người Mông Cổ áp đặt xã hội nói theo cách nói Mông Cổ mà ngày nay ta gọi là nói ngược, phụ trước chính sau, đổi đi trước, thành tới trước đi, thịt gà, không gà thịt. Trong quá trình sinh sống, người Mông Cổ hòa huyết với người Việt, sinh ra người Hoa Hạ. Sau mấy đời, người Mông Cổ thuần chủng không còn, người Hoa Hạ thay cha ông, thiết lập các triều đại từ Miêu vẫn tới nhà Chu. Cả thời kỳ lịch sử dài, người Hoa Hạ chỉ chiếm giữ phần nhỏ đất Hoa Lục. Ở phần đất còn tự do rộng mênh mông, người Việt thành lập những tiểu quốc, luôn chống lại kẻ xâm lăng. Tuy nhiên do nắm vai trò chính thống, người Hoa Hạ coi các dân tộc người Việt bản địa là Man Di, còn mình là cội nguồn của dân tộc Trung Hoa. Cuối thời Chu, nhà Tần cùng những bộ tộc Tây Nhung người Việt diệt lục quốc, nắm quyền lãnh đạo. Do mất vai trò thống trị, người Hoa Hạ mất đi vị trí tầng lớp tinh hoa, hòa tan trong cộng đồng người Việt đông đảo. Hạng Võ rồi Lưu Bang là người Việt nước Sở diệt nhà Tần, lập nhà Hán, vương quyền vào tay người Việt. Nhưng do bong bóng của Hoa Hạ trong quá khứ, nên nhà Hán cũng tự nhận là Hoa Hạ. Như vậy, tổ tiên người Trung Quốc là người Lạc Việt, từ Việt Nam đi lên, khai phá Hoa Lục từ 40.000 năm trước. Trong quá trình sống trên lưu vực Hoàng Hà, người Việt hòa huyết với người Mông Cổ, sinh ra người Việt hiện đại, chủng Mongoloid phương Nam mà người Hoa Hạ là một bộ phận. Sau cuộc xâm lăng của Hoàng đế, người Việt Mongoloid phương Nam lan tỏa xuống Việt Nam và Đông Nam Á, làm chuyển hóa di chuyển hầu hết dân cư Đông Nam Á sang chủng Mongoloid phương Nam như hiện nay. Tiếng nói và chữ viết Trung Hoa. Về nguồn gốc của tiếng nói Trung Hoa, khi di cư, người tiền sử mang theo tiếng nói của mình từ quê mẹ châu Phi tới Việt Nam. Tại đây, cùng với hòa hợp máu huyết cũng diễn ra hòa hợp ngôn ngữ giữa các tộc người, tiếng Lạc Việt Indonesian thành chủ thể của tiếng nói cộng đồng. Cố nhiên, tiếng nói không đồng nhất, bởi lẽ, ngoài tiếng Lạc Việt được dùng như tiếng phổ thông thì mỗi nhóm có tiếng nói riêng, do vị trí địa lý, khu vực miền Trung là nơi mà tổ tiên chúng ta định cư sớm nhất. Bằng chứng là các di chỉ núi Đo, hang Con Mo. Vì vậy, ngôn ngữ vùng này là ngôn ngữ gốc người Việt. Người di cư đưa tiếng Việt tới Quảng Đông, Phúc Kiến rồi chiếm lĩnh toàn bộ Hoa Lục. Do sống tại những môi trường địa lý cùng sự tiếp xúc dân cư khác nhau, tiếng nói bị phân ly, ngày càng xa nhau tới mức không hiểu được nhau. Vì vậy, thời nhà Chu đã cho tiếng phương Nam là nhã ngữ, có nghĩa là thư tiếng nói thanh nhã và khuyến khích dân chúng dùng nhã ngữ. Thứ hai, về chữ viết Trung Hoa. Truyền thuyết Trung Hoa nói rằng hoàng đế sai Thương Hiệp làm ra chữ. Nhưng trên thực tế, nhà Hạ chưa có chữ và hơn nửa thời Thương, người Hoa Hạ cũng chưa có chữ. Trong khi đó, trên vùng cư trú của người Việt, chữ tượng hình được sáng tạo từ rất lâu rồi. Khảo cổ học khám phá, 9.000 năm trước, ký tự tượng hình đã xuất hiện ở văn hóa Già Hồ. Cuối năm 2011, phát hiện phủ tự, chữ dùng cho bùa chú, tế tự khắc trên đá tại di chỉ Cảm Tang, tỉnh Quảng Tây. 4-6.000 năm trước, chữ khắc trên giáp cốt cũng tìm thấy ở văn hóa Lương Chử hơn 3.000 năm trước công nguyên. Từ những phát hiện chữ viết sớm,
trước khi người Hoa Hạ ra đời trên vùng đất cư trú của người Việt, cho thấy chữ tượng hình giáp cốt văn là do người Việt sáng tạo. Từ Cảm Tang, chữ được đưa lên Hà Nam, vùng Trung Nguồn, là trung tâm kinh tế văn hóa lớn của người Việt. Chữ được cải tiến và được dùng làm công cụ ghi chép. Khoảng 1.300 năm trước công nguyên, vua Bản Canh chiếm đất An Dương của người Việt, lập chữ Ân. Chính ở đây, người Hoa Hạ gặp giáp cốt văn, thấy giá trị lớn của chữ giáp cốt, nhà Ân đã đưa chữ của người Việt lên bước phát triển cao. Tiếp đó, nhà Chu chuyển từ văn khắc trên yếm rùa, sừng thú thành chữ viết trên lụa, trên thẻ tre, khắc trên đồ đồng. Nhà Tần, một quốc gia người Việt, làm cuộc cách mạng chuẩn hóa văn tự, đưa chữ tượng hình có diện mạo như ngày nay. Chữ tượng hình được chế ra để ghi âm tiếng Việt là sự thật, không chỉ thể hiện ở nguồn gốc của nó mà còn được lưu giữ trong thiếp văn giải tự, cuốn từ điển đầu tiên do Hứa Thận, người thời Hán viết. Dù văn bản hiện nay có nhiều thay đổi do các đời sau cải sửa, nhưng gốc của nó là cuốn sách ghi lại cách đọc chữ vuông bằng tiếng Việt. Khi sang Việt Nam, người Hán nói tiếng gì? Với nhiều người thì đó là câu hỏi lẩm cẩm. Bởi lẽ cố nhiên, người Hán phải nói tiếng Hán. Nhưng tiếng Hán là tiếng gì? Khi sang Việt Nam, người Hán nói tiếng Việt. Tổ tiên người Hán vốn là người Việt. Do thời gian đi xa, không gian cũng xa và hoàn cảnh lịch sử bắt phải nói ngược nhưng hương âm vô cải, nên những thế kỷ đầu công nguyên, người Hán vẫn nói tiếng Việt. Không có gì lạ khi một người Ba Na hôm nay sang Indonesia liền nghe và nói được tiếng địa phương. Người Trung Quốc đã thực hành một cuộc chơi mời cặp nam nữ người Thái Lan sang giao lưu với thanh niên Choang. Người Thái cứ nói tiếng Thái, người Choang cứ nói tiếng Choang mà hiểu được như nhau. Như vậy, ít nhất trong 400 năm dưới thời nhà Hán, quan lính Hán sang Việt Nam nói tiếng Việt, chữ Hán được đọc bằng tiếng Việt. Vì sao người Việt không bị đồng hóa? Có 3 lý do cốt lõi. Về mặt di truyền học, là tổ tiên của người Trung Hoa nên người Việt có chỉ số đa dạng di truyền cao. Độ đa dạng di truyền chỉ có thể chuyển từ cao xuống thấp. Khi sinh ra con, cha mẹ san sẻ một phần độ đậm đặc nói giống của mình cho đứa trẻ, nên dòng huyết thống càng xa càng nhạt. Trong khi đó, con cháu không bao giờ lội ngược dòng trở lại độ đậm đặc nói giống như cha ông. Có thể ví dân tộc Việt Nam là một biển nước mặn, mà mỗi người Hán xuống Việt Nam là một thùng nước lợ. Những thùng nước lợ hòa vào biển mặn không những không thể làm biển nhạt đi, mà cái thùng nước lợ bị mặn theo. Về tiếng nói, Việt Nam là nơi phát tích của dân cư Trung Hoa, nhưng tiếng Việt là ngôn ngữ gốc với những đặc điểm vốn từ phong phú, đa thanh, giọng nói sáng rõ và nhất là được nói theo trật tự chính trước, phụ sau. Người từ Trung Hoa trở về Việt Nam, nói chính xác là trở về đất tổ, mang về ngôn ngữ bị pha trộn, biến dạng và nhất là cách nói ngược. Cố nhiên, người Việt không thích thú thứ tiếng nói như vậy để mà học. Về hoàn cảnh lịch sử đã tạo ra ở Việt Nam cộng đồng làng xã vô cùng vững chắc, hữu hiệu, chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài, ngay cả người khác xã. Người Hán hầu như không có cơ hội nhập tịch làng Việt Nam, họ chỉ có thể tới sống nơi kẻ chợ, hay nghề làm thuê hay buôn bán và được gọi bằng danh xưng thẳng ngô, chủ khách. Mặt khác, sự âm mưu đồng hóa là thiên tri và thâm độc, nhưng do sức phản kháng kiên cường của người Việt nên nhiều viên quan buộc phải ngó lơ những yêu cầu khắt khe của triều đình. Quốc gia thu được thuế và giữ được ổn định. Một đặc điểm khác là do bên trong Trung Quốc luôn xảy ra bạo loạn, đảo chính nên sự thống trị nhiều khi bị buông lỏng. Những lúc như vậy, tinh thần Việt được phục hưng. Một điều nữa phải nói là may mắn. Suốt trong nhiều thế kỷ người Hán nói tiếng Việt rồi để lại đường âm, một thành tựu tuyệt vời về ngữ âm. Nhưng ngay sau đó, nước ta giành lại quyền tự chủ, thoát khỏi ách đồ hộ. Ta dùng đường âm như một quốc bảo, làm quốc ngữ mãi tới sau này. Trong khi đó, Trung Quốc luôn loạn lạc, các tộc người phương Bắc xâm chiếm, thống trị khiến tiếng nói biến đổi theo. Đường âm bị mai một, do là nước độc lập, chúng ta không buộc phải học những thứ quan thoại của phương Bắc. Vì vậy giữ được tiếng nói của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.